Rồi, xin chào các bạn, xin chào các con. Đầu tiên cho đại nhân Duy cũng là thị sản Duy gửi tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất trong buổi ngày hôm nay. Và đến với bản tin thị trường ngày 13 tháng 8 năm 2021, thị sản Duy sẽ điểm qua ngắn gọn về thông tin thị trường cũng giống như là trong buổi ngày hôm nay, một số biến động cũng giống như tình hình như thế nào thì Duy sẽ điểm qua để cùng bà con tham khảo. Và đầu tiên Duy sẽ điểm qua về thông tin thị trường thị sản thương phẩm trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8. Vào hôm nay có một cái điểm sáng, cái giá tôm tiếp tục đã tăng nhẹ trở lại nhưng mà tăng chưa nhiều. Thì cụ thể như sau, hiện tại thì 20 con ngày hôm nay đó là 203.000 và 25 con ngày hôm nay đó là 152.000, không có thay đổi gì so với ngày trước. Và 30 con đó là 130.000, vẫn không có thay đổi. Và 40 con ngày hôm nay đó là 115.000. Như chúng ta thấy thì 40 con bắt đầu có dấu hiệu nhích trở lại. Và 50 con ngày hôm nay hiện tại là 97.000, tăng 1.000 so với những ngày trước. Và 60 con hiện tại là 88.000. Và 70 con hiện tại là 82.000 và đã nhích 2.000 so với những ngày trước. Thì như tôi thấy thì giá tôm bắt đầu có điểm sáng trở lại và đang thay đổi theo một cái dấu hiệu rất tích cực. Và theo Duy nghĩ và giống như theo những phân tích của các chuyên gia về chuyên ngành thủy sản thì hiện tại bị, có nghĩa là giá tôm chúng ta hiện tại đang bị áp lực dịch bệnh cũng giống như là việc thu mua của lái hơi gặp khó khăn. Nhưng mà chắc chắn một điều, khi mà dịch bệnh cải thiện tốt cũng giống như là sau chỉ thị 16 thì giá tôm sẽ tốt trở lại. Bà con hãy hoàn toàn yên tâm và chúng ta phải nghĩ theo một cái hướng tích cực. Chúng ta phải cố gắng để khắc phục dịch bệnh và chúng ta chấn chỉnh trong giai đoạn này thì giá tôm sẽ tốt trở lại. Thì giá tôm hiện tại cũng đang còn rất thấp, nhưng mà chúng ta phải tin rằng một điều, một ngày gần nhất giá tôm sẽ tốt trở lại. Ok, thì đó là thị trường thương phẩm trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là giá tôm thương phẩm. Và tiếp theo vào bản tin, thì sẽ Duy sẽ điểm qua về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi để chúng ta cùng nắm bắt và để chúng ta vô tiếp tục ở bầy tôm mình. Đầu tiên Duy sẽ nói về công ty CB, hiện tại giá 154 đồng và công ty đang hỗ trợ khuyến mãi tại Bạc Liêu, đó là 30%. Công ty giống Việt Úc hiện tại giá đó là 135 đồng và công ty đang hỗ trợ khuyến mãi tại Bạc Liêu, đó là 50%. Và công ty giống Hoàng Lộc hiện tại giá đó là 112 đồng, đó là hàng lọc tiêu chuẩn, và 120 đồng, đó là hàng lọc công nghệ cao, hiện tại là giá khuyến mãi đó là 50%. Và số Mona hàng lọc giá 145 đồng và đang hỗ trợ khuyến mãi cho bà con, đó là 20%. Giống Mỹ Kim hiện tại đó là giá 105 đồng và đang hỗ trợ khuyến mãi, đó là 50%. Và nói về tôm càng xanh toàn đực, hiện tại giá đó là 230 đồng trên một con. Vâng, vừa rồi là thông tin thị trường thủy sản trong buổi ngày hôm nay, đó là ngày 13 tháng 8 năm 2021. Duy cũng giống như thị sản Duy muốn điểm qua để chúng ta cùng nắm bắt và chúng ta cũng khá là vui hơn một tí, tại vì giá tôm bắt đầu có điểm sáng trở lại và dấu hiệu bệnh ở dấu hiệu dịch bệnh cũng ở khu vực miền Nam mình, ở Bạc Liêu với ở Cà Mau, cơ bản cũng đã gần đây, trong thời gian là 5-10 ngày gần đây chúng ta thấy được là cái sự ổn định trở lại. Và nếu có thể gần đó, thì đây là cái việc có thể thôi, nhưng mà cấp trên quyết định như nào, nhưng mà có thể là trong vòng 4 ngày nữa mà chúng ta được gỡ chỉ thị 16 ở khu vực Bạc Liêu, Cà Mau thì giá tôm sẽ tốt hơn giá tôm này. Còn Sóc Trăng thì nói chung cũng chưa có biết được, nhưng mà rất có thể đó là Bạc Liêu và Cà Mau có thể là xuống chỉ thị 15 thì giá tôm chúng ta sẽ tốt hơn. Tại vì sao đây? Tại vì là ở Bạc Liêu và Cà Mau là doanh nghiệp chế biến hiện tại rất nhiều và lái thu mua tôm cũng ở Bạc Liêu, Cà Mau rất nhiều. Nhưng mà việc mà chỉ thị 16 thì các lái đi qua tỉnh rất khó khăn, phải mướn nhân công ở khu vực địa phương đó, hay là phải mướn lưới điện mọi thứ ở địa phương đó thì gặp rất nhiều khó khăn và lái cũng e dè mua. Chính vì lẽ đó mà giá tôm đang bị xuống rất thấp. Thì chúng ta cứ tự tin và có cái niềm tin rằng sau chỉ thị 16 ở khu vực đó là Bạc Liêu, Cà Mau thì sẽ tốt hơn. Thì đây là thông tin thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay. Duy cũng giống như thị sản Duy muốn đồng hành cùng tất cả quý vị để thông qua và chúng ta cùng nắm bắt thông tin để làm sao chúng ta nghiên cứu và chúng ta sản xuất con tôm được tốt hơn để an tâm về thị trường. Và rất là cảm ơn quý vị, các bạn đã luôn quan tâm đến kênh thị sản Yến Duy, và cũng giống như là Lạng Giang Trường Duy là một trong những đơn vị phân phối về giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản, thức ăn thủy sản, lắp đặt ao bạc công nghệ cao, uy tín, làm nên thương hiệu. Xin chúc quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công, trúng mùa trúng giá và gặt hái được nhiều sức khỏe. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin chào.